Thanh Bùi hiếm hoi để lộ thông tin bí ẩn về người vợ kín tiếng, nghi vấn dính vào lùm xùm. Thanh Bùi được biết đến là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, tác giả của nhiều bài hit lớn, làm nên tên tuổi cho các ca sĩ hàng đầu. Anh từng ngồi giám khảo một số ít chương trình danh tiếng. Thanh Bùi từng khiến công chúng chú ý khi kết hôn với Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc bề thế và giàu có bậc nhất Việt Nam. Hiện tại Thanh Bùi đã lui về làm công tác giảng dạy và đào tạo chuyên môn. Anh có nguyên một học viện âm nhạc của riêng mình mang tên Show Academy, đào tạo các bộ môn chuyên sâu như thanh nhạc, piano, guitar, violon, trống, nhảy, sản xuất âm nhạc, chương trình phát triển tài năng và hãng thu âm. Mới đây mạng xã hội rầm rộ thông tin vợ đại gia kín tiếng của Thanh Bùi cũng dính vào lùm xùm về tội chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam các bị can Trương Huệ Vân, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor. Cụ thể cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam bị can Trương Huệ Vân, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor. Đồng thời người đẹp còn gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019. Về phía Thanh Bùi, nam nhạc sĩ ca sĩ giữ động thái im lặng và không chia sẻ gì trên mạng xã hội. Cuối năm 2013, Trương Huệ Vân và Thanh Bùi chính thức về chung một nhà sau 3 năm tìm hiểu. Tiểu thư gia tộc giàu có kết hôn nhưng đám cưới của cặp đôi diễn ra với quy mô nhỏ gọn và kín đáo, chỉ dành cho người nhà và bạn bè. Năm 2016, Huệ Vân hạ sinh hai em bé sinh đôi là Kiến An và Khải An. Vốn là người kín tiếng, Thanh Bùi hiếm khi chia sẻ với gia đình, đặc biệt bà xã doanh nhân Trương Huệ Vân. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ không giấu được hạnh phúc và tự hào qua ánh mắt và nụ cười tươi rói khi thừa nhận tìm được sự đồng cảm với vợ. Anh nhiều lần khẳng định tôi lãi lớn khi kết hôn. Không chỉ tìm được sự đồng cảm với bà xã nhờ âm nhạc, theo anh cả hai còn chung suy nghĩ và quan điểm sống. Nhờ đó khi cùng bàn công việc, làm gì, đến cách dạy con, vợ chồng đều ăn ý. Giữa chúng tôi không chỉ thông cảm mà còn có niềm tin tuyệt đối dành cho nhau, có khi cả hai không cần nói ra mà đã hiểu nhau. Trong cuộc sống gia đình, từng chuyện nhỏ mà phải giải thích thì mệt mỏi lắm. Anh nhấn mạnh, theo anh để giữ hạnh phúc gia đình khi cả vợ và chồng đều bận rộn với công việc không gì khác là sự tôn trọng dành cho nhau. Sự tôn trọng đó thể hiện qua những hành động nhỏ như chưa giải tỏa được năng lượng tiêu cực thì chưa về nhà. Thanh Bùi quan niệm khi về nhà là mang theo vui vẻ và đầy năng lượng cho vợ con. Quan niệm đó dường như lý thuyết và không ít người cho rằng điều này chỉ làm được với gia đình dư giả về kinh tế. Thanh Bùi trả lời thắc mắc này bằng câu chuyện thành công đi lên từ khó khăn của bản thân anh. Anh kể mình sinh ra trong gia đình tị nạn, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên hiểu cảm giác khi nghèo là thế nào. Ba mẹ tôi làm nghề may 20 năm, làm việc một ngày 20 tiếng để lo cho anh em tôi ăn học. Đó là động lực để tôi phấn đấu, anh nói. Vì quá khứ đầy khó khăn của gia đình, năm 17 tuổi Thanh Bùi bắt đầu sự nghiệp ca hát. Anh đi ngược lại mong muốn của ba mẹ là trở thành bác sĩ. Lúc đó một tuần anh làm việc 100 tiếng, không biết đến ngày nghỉ lễ, hẹn hò bạn bè. Đến năm 25 tuổi tôi đã tạo dựng được sự nghiệp, thuyết phục ba mẹ bằng hai chiếc chìa khóa đặt trên bàn. Đó là một căn nhà và một chiếc xe Audi. Tôi nói với ba mẹ, vật chất đã có, ba mẹ hãy cho con niềm tin được không? Vì thế, nói về điều kiện kinh tế, thì năm 25 tuổi tôi đã có chứ không phải đến ngày hôm nay. Hiện tại Trương Huệ Vân đã bước vào độ tuổi 32 và là mẹ của hai cậu con trai sinh đôi, có tên là Kiến An, Khải An. Trong những lần xuất hiện hiếm hoi cùng Thanh Bùi, cô được nhiều người khen ngợi khi sở hữu nhan sắc mặn mà cùng cách ứng xử khéo léo.